về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Hello everyone, my name is Thuy. I'm come from Vietjet. It's very nice to see you again in this video. Xin chào tất cả các bạn, cô tên là Thùy và cô đến từ Vietjet. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong video giải bài tập của chúng ta ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại unit số 7 các bạn nhé. In the unit 7 in the kitchen. Rồi, ok, and my name is Thùy, cô tên là Thùy các bạn nhé. Rồi, ok, thế thì without further ado, let's get started. Mình vào bài luôn các bạn nhé. Trong unit số 7 này, chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại các từ vựng mà các bạn đã học ở trên lớp về chủ điểm in the kitchen, đúng không nào? Ok, trong chủ điểm này thì chúng ta cũng chỉ có 3 từ vựng thôi, đúng không? Rất là đơn giản. Và cô hy vọng rằng tất cả các bạn sau buổi học này, chúng ta đều có thể nhớ kỹ hơn 3 từ vựng mà mình đã học và còn sử dụng được 3 từ này nữa các bạn nhé. Rồi, ok, mình vào bài luôn nhé. Ok, so I will show you the pictures and then you get the answers. Cô giáo sẽ cho các bạn hình ảnh những bức tranh và sau đó các bạn hãy đoán từ vựng đó là từ vựng gì nhé. Rồi, ok. Ok, so now look at the picture on my screen and answer what is it. Các bạn ơi, ở trên màn hình của cô bây giờ đang là một hình ảnh đúng không? Các bạn có thể đoán được là cô đang muốn nói đến từ vựng nào không nhỉ? Ok, cô gợi ý cho các bạn nhé. The first letter is J. Chữ cái đầu tiên là chữ J các bạn nhé. Có ai có kết quả chưa nhỉ? Đúng rồi, that's correct. Đó chính là jam. 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 Các bạn ơi, jam có nghĩa là gì các bạn nhỉ? Ok, đúng rồi, jam chính là mứt các bạn nhé. Ok, so now listen carefully and repeat. Các bạn hãy lắng nghe và lặp lại nhé. Jam, jam, jam. Rồi, ok, mình có jam, jam, jam. Rồi, ok, các bạn làm rất là tốt. Ok, so now we move to picture number 2. Mình đến bức tranh số 2 các bạn nhé. Ok, in picture number 2 we have, what is it? Các bạn ơi, đây là gì nhỉ? Đúng rồi. Ok, the first letter is J. Chữ cái đầu tiên của mình cũng là J luôn các bạn nhé. Ok, that's correct. Jelly, jelly, jelly. Ok, các bạn ơi, mình có jelly là gì các bạn nhỉ? Đúng rồi, jelly chính là thạch các bạn nhé. Ok, rất là tốt. Ok, so now listen carefully and repeat. Jelly, jelly, jelly. Rồi, ok, các bạn mình cùng làm lại nhé. Jelly, jelly. Ok, that's correct, good job. Các bạn làm tốt lắm. Ok, so now we move to the last word today. Mình đến với từ cuối cùng ngày hôm nay nhá. Từ này cô đoán nó cũng khá là dễ với các bạn thôi, đúng không? Ok, so tell me, what is it? Các bạn ơi, đây là gì nhỉ? Ok, đúng rồi, rất là quen thuộc đúng không? We have juice. Juice. Các bạn ơi, mình có juice là gì nhỉ? Đúng rồi, juice chính là chính là nước ép. Đúng không? Nước ép. Ok, that's correct. Ok, so listen carefully and repeat. Juice. 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 Ok, mình có là juice. 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 Rồi, ok, các bạn làm rất là tốt. Ok, thế thì chúng ta đã kết thúc cái phần ôn tập từ vựng các bạn nhé. Bây giờ chúng ta hãy vận dụng 3 cái từ vựng vừa nãy để hoàn thành các bài tập ở trong sách bài tập các bạn nhé. Rồi, ok, so in unit 7, we have 7 exercises. Trong unit số 7 này, in the kitchen, chúng ta cũng sẽ có 7 bài tập luôn. Thế thì mình bắt tay vào làm luôn các bạn nhé. Ok, exercise number 1, bài tập số 1 nhé.
Okay, so in exercise number one, you have to look and match. Bài tập số 1 chúng ta sẽ cùng nhìn và nối các bức tranh nhé. Okay. Okay, các bạn ơi, đầu tiên là có chữ juice. Juice. Juice có nghĩa là nước ép đúng không? Okay, so where is juice? Thế nước ép ở đâu nhỉ? Okay, yes, this juice. Đây chính là nước ép đúng không? Thế thì chúng ta sẽ match juice and juice. Okay, juice. Tiếp theo nhá. Tiếp theo chúng ta có từ jelly. Đúng không? Jelly, jelly chính là thạch. Đúng chưa? Thế thì mình nhìn lên bàn đúng không? Mình có jelly. This is jelly, right? So we match jelly and jelly. Jelly, đúng rồi. Tiếp theo chúng ta có từ jam. Jam. Jam chính là mứt, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ tìm jam ở trên bàn đúng không? So this is jam, right? So we can match jam. 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 Okay. Okay, well done. Các bạn làm rất là tốt nhá. Okay, so now we move to exercise number 2. Mình đến với bài tập số 2 nhá. Okay, so in exercise number 2, you have to listen and circle. Bài tập số 2 này thì các bạn sẽ nghe và chọn đáp án đúng nhá. Pass me the jelly, please. Okay, can you hear it? Can you repeat? Pass me the jelly, please. Các bạn có nghe rõ không? Lặp lại theo cô nhé. Pass me the jelly, please. Okay, thế ở trong cái câu vừa nãy ấy, mình có cái từ gì các bạn nhỉ? Ờ, đúng rồi. Jelly. Jelly. Đúng chưa? So our correct answer is A or B. Yes, it's A. Đúng chưa? Đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án A nhá. Mình có jelly đúng không? Rồi, okay. Pass me the juice, please. Okay, can you hear it? Các bạn có nghe được không? Pass me the juice, please. Pass me the juice, please. Mình có juice, nước ép đúng không? So we will choose. Vì vậy chúng ta sẽ chọn là gì nhỉ? À, đúng rồi, B nhá. Pass me the jam, please. Okay, câu này mọi người nghe thấy là gì nhỉ? Pass me the jam, please. Pass me the jam, please. Đúng không? Mình có jam. Jam ở đây chính là gì nhỉ? A or B các bạn? À, đúng rồi, jam phải là B chứ, mứt mà, đúng không? Okay. À, các bạn làm tốt lắm. Bài này cũng very easy, right? Đơn giản đúng không? Okay, so now we move to exercise number 3. Mình đến với bài tập số 3 luôn nhé. Rồi, okay. In exercise number 3, you are expected to look and write. Ở bài tập số 3 này thì các bạn sẽ phải nhìn và sau đó viết lại, đúng chưa? So, ở trong bài học ngày hôm nay thì, ở trong unit ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tập viết chữ J, đúng không? Chữ J in hoa và chữ J in thường, đúng chưa? Thế thì đầu tiên mình viết chữ J in hoa trước các bạn nhé. Khi viết vào trong vở, các bạn nhớ là mình hãy viết thật là đẹp, theo theo hàng, căn chỉnh, đúng không? Rồi, ok. Rồi, đây là chữ J viết hoa, đúng chưa? Ok, đấy, bây giờ mình đến chữ J viết thường các bạn nhé. Các bạn nhớ là hãy viết thật là đẹp vào trong vở nhé. Rồi, ok, cô cũng hoàn thành rồi. Các bạn đã hoàn thành chưa? Ok, very easy, right? Rất đơn giản đúng không? Cô hy vọng là các bạn sẽ viết vào trong vở thật là đẹp nhé. Rồi, ok, mình đến với bài tập tiếp theo luôn nhé. Exercise number 4. Bài tập số 4. Rồi, ok, ở bài tập số 4 chúng ta sẽ phải làm những nhiệm vụ gì các bạn nhỉ? Ok, we have to look and write, then say. Ở bài tập số 4 này các bạn có hẳn 3 nhiệm vụ, đúng chưa? Thứ nhất đó là nhìn, thứ hai là
viết và cuối cùng là mình sẽ nói lên, đúng chưa? Ok, so let's play. Mình chơi luôn nhá. Ok, number one các bạn ơi. Number one ở đây là mình đang ở gần cái hũ mứt đúng không? Thế thì hũ mứt của mình chính là gì nhỉ? Đúng rồi, là jam. Jam, đúng chưa? So the missing letter is. Thế chứ cái con thiếu ở đây là gì nhỉ? Đúng rồi, is J. Đấy chính là chữ J đúng không? Ok, thì chúng ta viết nhá. J. Ok, các bạn cùng nói với cô nhá. Jam. 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 Rồi, ok, very easy, right? Đơn giản đúng không? Tiếp theo number 2. Number 2 các bạn có thể thấy là ở đây đang có một cái bình nước ép đúng không? Thế thì nước ép của mình là gì các bạn nhỉ? Đúng rồi, chính là juice. Juice. Đúng không? So, what is the missing letter? Thế chứ cái còn thiếu ở đây đang là gì nhỉ? Đúng rồi, good job. It is J. Right. Okay, so repeat after me. Nói theo cô nhé. Juice. 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 Rồi, okay, good job. Các bạn làm tốt lắm. Okay, the last one. Câu cuối cùng nhá. Câu cuối cùng thì các bạn ơi, mình đang muốn nói đến jelly đúng không? Jelly đúng không? So, jelly. Mình đang muốn nói đến mực, đến thạch đúng không? Thế thì mình, thạch chính là cái từ jelly, đúng chưa? Thế các bạn có thể thấy ở trong câu số 3 này, chữ cái còn khuyết đó chính là chữ gì nhỉ? Oh yeah, this letter J. Đấy chính là chữ J đúng chưa? Thế thì chúng ta cùng hoàn thành nhá. Ok, so now repeat after me. Jelly. 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 Rồi, ok. Rồi, ok, các bạn làm rất là tốt. Rồi, mình đến với bài tập tiếp theo luôn nhé. Bài tập này sẽ hơi khó một chút. Đó là các bạn sẽ phải làm hai nhiệm vụ song song. Mà hai nhiệm vụ này khá là khó, đúng chưa? Rồi, ok. Rồi, ok. Ở bài tập số 5 này, các bạn sẽ phải làm hai nhiệm vụ. Đó là read and match, đúng không? Các bạn sẽ phải đọc, sau đó hãy ghép với cả bức tranh nói về cái đoạn hội thoại mà mình vừa mới đọc, đúng chưa? Mình làm hai nhiệm vụ nhá. Rồi, ok. Bây giờ các bạn nhìn vào cho cô dialogue number 2. Nhìn vào cho cô đoạn hội thoại số 1 nhá. Pass me the jelly, please. Pass me the jelly, please. Ở đây các bạn thấy là mình đang có cái từ jelly, đúng không? Đúng chưa? Thế thì các bạn nhìn kỹ vào trong vở là jelly. Nó sẽ ở trong picture A, picture B or picture C. Oh yes, it is picture B. Đúng chưa? Pass me the jelly, please. Here you are. Của bạn đây, của con đây. Đúng chưa? Ok, pass me the jelly có nghĩa rằng là cho con xin một ít thạch. Đúng chưa? Thì bố sẽ nói là here you are, của con đây. Đúng chưa? Ok. Now we move to dialogue number 2. Mình đến với cái đoạn hội thoại số 2 nhé. Pass me the jam, please. Pass me the jam, please. Cho mình xin một ít gì nhỉ? Jam, what is it? Mứt, đúng chưa? Đưa cho mình một ít mứt, đúng chưa? Đưa cho mình hũ mứt, đúng không? Thế thì các bạn nhìn cho cô là mứt thì nó sẽ là picture A or picture C nhỉ? Oh yes, it is picture C, đúng rồi, đó chính là bức tranh C nhá. Ok, the last one này, đoạn đối thoại cuối cùng nhá. Pass me the juice, please. Pass me the juice, please. Đưa cho con nước ép, đúng chưa? Thế thì nước ép của mình, juice, đúng không? Đó chính là bức tranh A, đúng chưa? Rất là đơn giản đúng không các bạn? Pass me the juice, please. Đưa cho con nước ép, mẹ sẽ nói là gì nhỉ? Here you are, của con đây. Right. Rồi, ok, bài tập này hơi khó một chút bởi vì mình phải làm hai nhiệm vụ đúng không các bạn? Nhưng cô hy vọng là các bạn đều làm đúng hết nhá. Rồi, ok. Ok, so now we move to exercise number 6. Mình đến với bài tập số 6 luôn các bạn nhá. Ok, it's a say number 6. This is a game.
là một trò chơi đúng không? Find the word jam, jelly and juice, then point and say. Mình cùng làm rõ các nhiệm vụ nhé. Ở trong trò chơi này thì các bạn có 3 nhiệm vụ. Thứ nhất là chúng ta sẽ phải tìm được đầy đủ 3 chữ cái, 3 từ vựng mà mình đã được học chưa? Đó chính là jam, jelly and juice. Và sau đó các bạn sẽ chỉ và đọc lại những từ đó nhé. Rồi, ok, let's play. Mình vào chơi luôn nhé. Rồi, ok. Các bạn để ý là jam, jelly và juice, cái chữ cái đầu tiên của nó đều là J, đúng chưa? Thế thì bây giờ mình cứ tìm chữ J đầu tiên thôi, đúng không? Ok, như các bạn có thể thấy thì đây, có thể chữ J đầu tiên, đúng không? Hàng ngang thì có vẻ là không ra một chữ gì cả, đúng không? Nhưng mà hàng dọc các bạn thấy chưa? Các bạn có thấy đây là chữ gì không? Mình có là juice, 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 nước ép đúng không? Ok, nhớ là phát âm theo cô nhé. Juice, juice, juice. Rồi, ok, good job, các bạn làm tốt lắm. Tiếp nhá. Ok, cô vẫn tìm chữ J đúng không? Nhưng mà chữ J này có vẻ là không có ra nghĩa đúng không? Cô nhìn ngang, nhìn dọc, nhìn chéo đều không ra nghĩa. Tuy nhiên, ở chữ J ở đây thì cô thấy có một từ rồi, đúng chưa? Từ gì các bạn nhỉ? À, đúng rồi, mình có. Ok, repeat after me. Đọc theo cô nhé. Jelly, jelly, jelly. Ok, good job. Jelly, what is it? Thạch, đúng không? Jelly là thạch, đúng không? Ok, tốt lắm. Ok, mình vẫn còn một từ nữa cần phải tìm đúng không các bạn? Đó chính là từ gì nhỉ? Đúng rồi, đó chính là jam. Jam, đúng chưa? Ok, ở đây thì cô với chữ J này thì cô thấy từ jam của mình rồi, đúng chưa? Đó chính là đấy. Ok, repeat after me, đọc theo cô nhé. Jam, jam, jam. Rồi, ok, bài này các bạn làm rất là tốt. Thế thì chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 6 rồi các bạn. Đơn giản đúng không? Ok, ok, so now we move to the last exercise today. Mình đến với bài tập cuối cùng của ngày hôm nay nhé. Rồi, ok, the last exercise is a project. Bài tập cuối cùng là một dự án đúng không? Chase the and color the picture and talk with your friends about it. Bài này, dự án này đó là mình đã có sẵn những cái dấu chấm dấu gạch rồi đúng không? Các bạn sẽ tô màu theo những cái đường đã được vạch sẵn ra, đúng chưa? Và có một nhiệm vụ nữa đó là các bạn hãy nói với cả bạn bè của mình về những thứ mà mình có trong bức tranh, đúng chưa? Rồi, ok. Đấy. Các bạn nhớ nhớ hãy tô màu thật là đẹp lên để cho bức tranh của mình thật là sinh động đúng không? Ở đây các bạn thấy là mình có sẵn những cái đường kẻ đúng chưa? Đường kẻ theo ba cái từ vựng của mình. Thì các bạn hãy tô màu sao cho nó đẹp nhất nhé. Và đừng quên là hãy nói với cả bạn bè hoặc là thành viên trong gia đình của mình về cái bức tranh của mình nhé. Và đây là cái nhiệm vụ mà cô giao cho các bạn để hoàn thành ở nhà. Nói ok, các bạn nhớ hoàn thành thật chăm chỉ bài tập về nhà và đón xem video của cô về unit số 8 nhé. Ok, so this is the end of our lesson today. Goodbye and see you in the next video. Bye bye. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.